ăn nhanh, anh sẽ múc đều hết 4 chén. Em nào ăn nhanh trước hết. Này con cài đi. Không có lấy nước mà, lấy cái không à. Cài đi con, để em trả cho mẹ cài. Để tay xuống. Đừng đụng tay lên muỗng. Vô nha. Đếm nha. Để tay xuống. 1, 2, 3. Bắt đầu. Rồi các bạn thấy ai ăn hết chưa? Phần này là chỉ có Gia Kỳ thắng thôi. À, Lexin thắng. Lexin là em bắt cuộc với cuộc đó thôi. Anh coi trên phần thức ăn ai còn nhiều nhất. Biết sao không? Em ăn hết muỗng tại Lexin cô nhiều mặt hỏi em. Giang Giang. Rồi coi như là màn này thua hết. Bể kèo hết rồi. Thì ăn nhanh mà làm gì?